Thì cũng tình cờ đó, mình coi ở trên Facebook thì mình thấy có những cái buổi test show. Thì khi mà đó thì lúc đầu thì mình cũng không có am hiểu gì về Vinpearl, cũng chưa biết Vinpearl là cái gì luôn. À, chỉ thấy cái đó là mình đang có một cái nơi để gọi là test show về nước uống, thì mình cũng có sở thích nên đó mình tìm thì mình đăng ký. Mình chỉ đăng ký theo một cái mơ hồ thôi, thì đến đến thì bắt đầu cái cho mình một cái tư duy mới đó. Thì bắt đầu mình tìm hiểu, thì ngay cái ngày đầu tiên mình đến tham dự xong á thì mình chốt luôn để mình học cái chương trình đó. Là nó tạo ra cho mình một cái động lực luôn á, là mình mở mở một cái quán, là mình sắp tới là mình sẽ định hướng mình sẽ mở được cái quán. Rồi cái khóa học đầu tiên của mình là về chuyên sâu về văn phòng đó. Thì xong rồi cái mình về khoảng thời gian nữa cái mình thấy có một cái lớp thực dưỡng mà mình lại mê về các loại đậu. Thì mình lại ở Vinpearl lại có nữa. Mà mình trước khi mình đến với Vinpearl thì mình cũng tìm hiểu nhiều nơi rồi, chứ không phải là một mình Vinpearl không đâu. Nhưng mà không biết tự nhiên sao thì mình lại mình cảm nhận là ở Vinpearl có một cái gì đó, nơi này tôi muốn đến. Rồi thì đó mình đến rồi mình chốt rồi mình học hai khóa. Nói chung là mình không có cảm nhận nhiều, nhưng mà mình cảm nhận cái tư duy ở bên đây mình thấy là nó có một cái điểm gì đó mình muốn đến. Thì mình bắt đầu mình tìm hiểu và mình sẵn sàng mình chốt luôn, chốt tiêu luôn để mình học luôn đó. Có anh thầy ảnh rất là ok, ảnh vui vẻ, cảm giác mình đi vô đó mình học mình không có áp lực gì hết. Mình học thì nói chung thì đi về thì mình cũng thích ứng được với những cái món nước. Thì cô thì khỏi phải chê rồi. Cô thì nói chung là cô là người truyền cảm hứng từ ban đầu. Về lúc đó là đi là mình tham gia test show để cho vui thôi, chứ cũng chưa có ý định là mình sẽ theo cái nghề này luôn. Cô hay mà cô truyền cảm hứng rất là hay. Cô xuất phát mình cảm nhận là cô truyền từ ở trong tim mình truyền ra, nên mình thấy mình chắc là mình đã chọn đúng nơi nên mình đáp rồi. Thì đó đó là cái mà để mình quyết định vào Vinpearl để mình học. Nói chung là không có phải là giả dối gì hết, mình cảm nhận ngay từ cái ban đầu rồi nên mình mới quyết định là mình chốt deal ở đó. Thì đó là rất hài lòng rồi. Thì nói chung á, các bạn mình nhờ Vinpearl mà mình mới hình thành được cái quán như vậy. Thì á, đến với Vinpearl thì các bạn khỏi lo về nguyên vật liệu đi. Cái điều đầu tiên là mình đỡ phải lo rồi đó. Cái gì ở bên Vinpearl mình thấy cũng có hết, thì khi mà mình cần á thì mình qua thì cái gì Vinpearl cũng hỗ trợ được hết. Công thức thì cũng cập nhật thường xuyên đó. Thì cái điều mà mình thấy mình tâm đắc ở Vinpearl là như vậy đó đó. Thì các bạn mà nếu mà có ý tưởng mở quán thì các bạn có thể đến Vinpearl để tham khảo, thì nơi đó là nơi lựa chọn mà mình cảm thấy là mình rất là hài lòng. Cái này nói thật tâm nha, chứ không phải là gì hết thiệt. Cảm ơn bạn đã xem hết video clip của Nguyên Vinpa, và nếu như bạn thấy cái video này hữu ích hay là bạn có một cái quan điểm nào đó về cái video này thì hãy comment bình luận xuống bên dưới nhé. Mình rất sẵn sàng và đón nhận những cái comment phản hồi của bạn để mình ngày càng hoàn thiện hơn.
Xin chào và hẹn gặp lại.